Không, em bảo này, tức là em không cho anh quay thì anh không được quay. Bởi Thế? vì là anh đang sử dụng hình ảnh của em. Đúng rồi. Nếu mà anh dùng để anh bôi nhọ, Ừ? anh bôi nhọ nhá, thì em sẽ kiện anh. Đúng rồi. Được chưa? Cứ Thế còn kiện nào cái việc đúng pháp hôm luật nay thôi. đến anh làm ở đây, Đúng rồi. thì đây là quyền của công dân của anh thôi. Đúng Thế rồi. thì mời anh vào trong này, anh liên hệ ở trong này. Đấy. Được chưa? Đấy. Còn ở kia nó có cắm cái biển là khu vực cấm tập trung, đúng không? Đấy. Và cấm cái việc quay phim chụp hình ở trước cái khu vực đấy. Đấy thì em nhắc anh vậy để anh biết cách để anh làm việc. Còn bọn em không gây khó dễ gì cho anh cả. Còn theo quy định của em là bộ phận tiếp dân, đúng rồi, thì là anh vào đây, anh đến khu vực nào để anh làm việc, đúng rồi, thì là mời anh vào đây anh làm việc, đúng không? Đúng rồi. Anh đi đâu làm gì thì anh hỏi em, đúng rồi, anh chỉ dẫn anh đi, đúng rồi. Còn những khu vực ở trong đây là khu vực công sở, đúng rồi, là anh không thể anh đi lại lung tung được, đúng rồi, đúng không? Đấy đúng là đúng đang trước anh rồi. Thế còn bây giờ em mời anh là anh đi vào trong kia để anh rồi. Gặp cán bộ của phòng quản lý hành chính để rồi. Anh làm việc để rồi. Giải thích cho anh rồi. Là anh có làm được thủ tục để đăng ký không, rồi. Không thì người ta sẽ anh rồi. Được chưa? Rồi anh giải thích xong chưa? Thứ nhất nha, em nói này, cái việc mà em sử dụng hình ảnh của anh, em nói luôn là bây giờ anh có phải đang giờ làm việc không ạ? Anh Tuấn, anh có phải đang giờ làm việc của anh không? Xin lỗi nhưng mà không, bây giờ lúc anh nói xong rồi em để anh nói, còn bây giờ em đang nói thì anh để em nói. Vâng, thế anh vừa hỏi em đúng không? Vâng. Nếu anh vừa hỏi em thì anh có để em trả lời không? Hay là anh vâng, anh trả anh lời. Nói tiếp? Anh trả lời đi. Thì theo anh thì bây giờ tôi đang mặc quân phục, tôi đang đeo quân phục ban này thì có thể làm việc không ạ? Anh trả lời tôi là có không thôi, chứ còn thì rõ ràng tôi đang ngồi ở vị trí làm việc, anh lại hỏi tôi là tôi có làm việc hay tức không, là anh đang giờ làm việc hành chính của anh đúng không? Thì bây giờ anh muốn là tôi giúp anh vấn đề gì? Tôi đến tôi làm chứng minh và tôi đến hai hôm nay rồi đều bảo là không làm. Bây giờ xin phép cắt lời như thế nào? Vâng. Tôi chưa biết tên của anh. Vâng. Tôi tên Thư. Tôi tên Thư. Anh Thư. Ờ tôi công khai trên mạng luôn tên tôi luôn. Thế này như thế này. Vâng. Hai ngày hôm nay thì hôm rồi. Nay là đến phiên trực ban của tôi. Rồi. Đúng không ạ? Thì còn hai ngày trước thì anh làm việc với cán bộ nào thì tôi không biết. Rồi. Đúng không ạ? Rồi. Thế còn cái bộ phận làm chứng minh ấy vâng. Là mời anh vào trong này chứ rồi. Không phải là khu vực này. Rồi, tôi đang giải thích cái vấn đề là anh bảo là phải xin phép anh, tôi bảo luôn tôi không phải xin phép bởi vì tôi đang giờ anh này làm việc. Này, khi mà anh vào trong cơ quan nhá, rồi. Anh nói vậy là không đúng. Anh vào trong cơ quan là anh ví dụ anh đi phòng nào anh muốn vào đây liên hệ công tác, anh biết rồi thì mời anh vào, đúng không ạ? Còn khi anh chưa biết, đúng không ạ? Anh vào rồi. Đây anh hỏi là như thế nào thì tôi giải thích cho anh là anh phải vào trong đấy để anh làm chứng minh. Đúng rồi, bây giờ tôi sang phòng nào và gặp ai ạ? Đây mời anh đi sang bên tay phải, anh rẽ vào trong tay phải, anh gặp chỗ chị Thủy. Gặp chị Thủy. Đấy, anh đăng ký. Rồi. Anh xin số đăng ký rồi chờ như các công dân khác. Rồi. Đúng không? Rồi. Thế còn cái việc như thế nào thì anh phải làm việc bên đấy chứ không phải là khu vực này. Rồi. Khu vực này là tiếp công dân và hướng dẫn cho công dân vào làm việc đăng ký theo thủ tục đã hẹn với các phòng làm việc khác. Rồi. Đúng rồi không? Anh giải thích thế thì tôi đi. Có gì đâu. Vâng. Gặp chị Thủy đúng không nhỉ? Vâng, mời rồi, rồi. Chị ơi cho em gặp chị Thủy ạ. Em đến em làm cái căn cước công dân em bị mất. Em đến từ sáng sớm ạ. À, em đến từ sáng sớm nhưng mà các anh ấy bảo là hết tờ khai ạ. Sáng sớm không phải đến các quy định là chỉ không được tụ tập chờ tập đông người, người ta chỉ phát có lượng có theo cái đấy thôi em ạ. Bây giờ thì em cứ ra em viết tờ khai đi. Nhưng mà chị cho em xin tờ khai để em viết ạ. Nhà không? Em ở chỗ nào? Chỗ em ở trực cát ạ. Xin mời các anh ngồi sai trên bố nào để em sửa đây ạ. Cho biết chị Thủy, ai bảo gặp chị Thủy? Anh trực ban nào bảo ạ. Cho em ở đâu về? Em ở trực cát ạ. Ủa? Các số thứ tự này vào mọi người rửa tay. Em ở trực cát. Công điện của thủ tướng rồi ở đâu ở? Đâu rồi chuẩn bị đầu tóc áo không nhau? Đi lại cần thiết thì ấy thôi. Thì em có muốn đi lại đâu nhưng mà cứ đến các chị lại bảo về đến các chị ở về thì em cứ phải đi lại thôi. Em hôm qua em đến bảo về hôm nay đến bảo về này. Em đi muộn quá người ta tất cả những việc. Em đến trước khi cơ quan mình làm việc luôn. Sai mới tuyên bố thôi gì anh ơi. Vâng, em nhất trí mà, bây giờ đang ngồi dịch bệnh em nhất trí mà. Rồi, tôi đi ra.
Cô ơi, cho cháu mượn cây viết được không? Cho cháu mượn cây bút được không? Cháu ghi một tí rồi, cháu gửi cô à. Cảm ơn cô nhiều. Anh tạm thời dừng để em viết tờ khai tí nhá.